Hello, xin chào mọi người nha. Ở đây chúng ta có 4 củ lạc Minion đang đi học đấy mọi người ạ. Ôi, mỗi bạn có một cái túi đẹp chưa? Lại còn đeo kính nữa chứ. Ui, xe đi nhanh thế nhở? Bụi quá. Ui trời, ui, cái xe hay chưa? Ôi, có cả ghế trên đây kìa. Ui xài, xe này hiện đại quá. Ôi, cẩn thận, đông đông củ lạc bây giờ. Trời ơi, lái xe thế hả? Ui, có mấy cái tròi để mà chú mưa, chú nắng, đâm đổ mất thôi. Xây dựng lại cái tròi lạc đi. Đi đâu đây? Củ lạc đi đâu đây? Định chạy trốn à? Ok. À, không phải chạy trốn đâu nha. Bạn ấy làm hỏng là bạn ấy có ý thức, là bạn ấy sẽ xây dựng lại đấy. Wow, tuyệt vời. Bây giờ kiếm được người tốt như vậy đâu phải dễ đâu. Đúng không? Mọi người công nhận với mình không? Ê, người ta làm sai, người ta đứng lại để người ta sửa sai đây này. Đó, mọi người thấy chưa? Có những cái cột này, có cả máy tre nữa này, có cả ghế nữa kìa. Wow, từ một cái tròi cũ xấu, hơi nát một chút, thế nhưng mà sau khi bị va chạm giao thông thì đã được sửa chữa. Hy vọng là sẽ có được một cái trạm cái trạm đợi xe nó đẹp và nó hoành tráng hơn rất là nhiều. Mọi người công nhận không? Nhà chưa được xây lên thì chưa, công trình chưa hoàn thành thì làm sao mà công nhận được luôn, đúng không? Chúng ta cùng chờ đón xem công trình này sẽ như thế nào nhé. Công trình này chắc chắn là sẽ phải đẹp, chắc chắn là sẽ phải tuyệt vời luôn. Mọi người tin tưởng ở mình đi. Mình nghĩ rằng là lát nữa sẽ rất là đẹp luôn đấy. Thật đẹp, thực sự luôn. Bây giờ trộn bê tông và trộn cát vào đây, tí nữa cho nước vào nha mọi người. Để mà xây dựng được thì chúng ta cần phải có xi măng hay là bê tông này trộn lại, làm cái trụ thật chắc để mưa gió sẽ không bị hỏng hóc như là bị đổ. Wow, kẻ rất là đẹp luôn. Wow, tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy các bạn ơi. Wow, đấy có 3 cái trụ này, to chi nhỏ. Xem nào, cắm 3 cái trụ này xuống. Yeah, đúng rồi, cắm 3 trụ xuống. Tiếp theo là sẽ trộn bê tông lên, trộn lên, trộn cát, xi măng và nước vào với nhau là sẽ cho ra được bê tông. Người ta gọi là bê tông á. Đúng ra bê tông còn có thêm đá nữa, nhưng mà không có đá cũng được, không sao. Đó, chúng ta sẽ đổ bê tông xuống đây nha. Ok. Ở ngoài miền Bắc thì bọn mình sẽ gọi đây là vữa mọi người ạ. Thì không biết là trong Nam thì mọi người sẽ gọi là gì nhỉ? Mọi người có thể comment xuống bên dưới cho mình để mình biết được là trong Nam mọi người sẽ gọi cái hỗn hợp này là gọi là gì không nhá. Sau khi mà chúng ta cho vữa cũng như là cho bê tông xuống đây thì chúng ta cần phải lấy cái bay, chúng ta láng cho thật đẹp. Đây còn xây cả gạch nữa này, đẹp chưa mọi người ơi. Sau khi làm cái trụ xong thì chúng ta sẽ đưa cái mái tre xuống. Đấy, mái tre xong, dưới mái tre có 2 hàng ghế luôn, có cả biển quảng cáo đó mọi người nhé. Đó, có cả biển chờ đợi xe buýt luôn. Wow, xịn sò chưa. Ôi, đẹp quá. Đấy, mọi người thấy chưa, mình bảo là đẹp mà. Đẹp mà, xịn xò rất là nhiều luôn.
Nào, bố mẹ của Lạc lên ghế, lên xe, đi học chơi. Tuyệt vời. Xa. Quá xa.